Minibus. Tai nạn từ trên cao. Wow! Xin chào, cảnh sát trưởng Labrador nghe đây. Cảnh sát trưởng Labrador, có ai đó ném đồ từ trên cao xuống. Cái gì cơ? Ném đồ từ trên cao á? Cô đừng lo, chúng tôi sẽ tới ngay. Ê, rác ở khắp mọi nơi. Cô ấy đâu rồi nhỉ? Xin hãy cứu tôi. Cô Diễm. Cảnh sát trưởng Labrador, có ai đó đã ác ý ném rác từ trên cao xuống đây nãy giờ. Hả? Xin chú hãy tìm ra thủ phạm đi ạ. Cháu đừng lo, không có vụ án nào mà chú không thể phá được. Đi nào. Dừng tay. Hả? Bác đang tưới cây ạ? Bác voi, đặt chậu cây ở ban công là không an toàn. Chúng có thể gây nguy hiểm cho người khác. Tôi xin lỗi. Để tôi dọn dẹp chúng ngay. Ở đằng kia, đi nào. Dừng lại. Dừng lại ngay. Tôi xin lỗi. Anh chơi Jojo à? Xin lỗi nhé. Nghi phạm ở đâu được nhỉ? Người cứ liệu mà chạy ngay đi. Nếu ta bắt được ngươi. Thật là bẩn quá. Như này còn vui hơn nhiều. Ở đằng kia, đi nào. Hả? Không có ai ở đây. Nhìn những dấu vết này đi. Đây là dấu chân. Lạ thật đấy. Dấu chân dừng lại ở ngay đây. Hả? Nghi phạm trốn đâu rồi nhỉ? Các chú cảnh sát, các chú không bắt được cháu đâu. Cháu đây rồi. Ôi không, bị phát hiện rồi. Đừng lại ngay, đừng lại đó. Vậy là cháu là kẻ gây rắc rối hả? Tôi không giúp nữa. Bắt được rồi. Không bắt dễ vậy đâu. Hả?
Hôm nay chơi thấy đủ rồi. Tên này thật là lươn lẹo. Đừng lo, cậu ta không thoát đâu. Sao tự nhiên chơi thế này? Là xà phòng rửa tay. Không ai có thể thoát khỏi tôi đâu. Cháu xin lỗi chú, cháu không ném rác xuống nữa đâu ạ. Cảnh sát trưởng Labrador, quy tắc an toàn. Các bạn nhỏ, ném đồ từ trên cao xuống luôn luôn nguy hiểm. Cho dù là hòn đá nhỏ nhất rơi từ trên cao xuống cũng có thể gây tổn thương nghiêm trọng cho người ở dưới. Vì vậy hãy nhớ không bao giờ được ném, thả đồ từ trên cao xuống nhé. Hà mã nhỏ bị người ngoài hành tinh bắt. Đi nào hà mã nhỏ, chúng ta thả diều đi. Diều của tớ sẽ rất là ngầu cho mà xem, cứ chờ đấy. Người ngoài hành tinh. Cứu, cứu với. Hà mã nhỏ, hà mã nhỏ. Xin chào, tôi là cảnh sát trưởng Labrador đây. Cảnh sát trưởng Labrador, hà mã nhỏ bị người ngoài hành tinh bắt cóc, xin hãy cứu cậu ấy. Gì cơ, người ngoài hành tinh á? Nhìn đằng kia kìa, chắc không phải người ngoài hành tinh đâu, có đúng vậy không? Có gì đấy không đúng lắm, chúng ta mau đuổi theo. Không ai có thể thoát khỏi tôi đâu, kể cả là người ngoài hành tinh. Bóng bay đây, bóng bay này. Hả, dây à? Cứu, cứu. Người ngoài hành tinh, người ngoài hành tinh tới. Người ngoài hành tinh tới rồi. Người ngoài hành tinh. Ở đằng kia kìa. Đi nào. Hey da, hãy mau thả hà mã nhỏ ra ngay. Nó đi mất rồi. Trời ạ, nó chạy mất rồi sao? Dây diều sao? Có lẽ nào đây là một con diều chứ không phải người ngoài hành tinh. Đó là vì sao nó bay theo hướng gió. Trời ơi, đúng là vậy rồi. Chúng ta phải nhanh chóng bắt được con diều và cứu hà mã nhỏ. Papillon, chúng tôi cần bạn giúp đỡ. Đã rõ. Tới giờ biểu diễn của Papillon rồi. Đi nào. Lên nào mọi người. Hãy bay theo chiều gió. Đi nào. Được, chúng ta đi nào. Xoay tròn, xoay tròn. Bay lên bầu trời. Nó kêu rồi. Cứu. Đúng là một con diều. Cứu. Cứu.
các chú sẽ cứu cháu. Cẩn thận đấy. Cảnh sát trưởng Labrado. Chúng tôi không sao. Cháu sợ con diều lớn rồi. Cảnh sát trưởng Labrador, quy tắc an toàn. Các bạn nhỏ, các con diều rất khỏe khi chúng bay lên. Vì vậy, chúng ta phải nhớ chỉ được thả diều cùng với ba mẹ mình, không được thả diều một mình. Ngoài ra, phải luôn chú ý khi chúng ta thả diều, phải cẩn thận, không vấp hoặc vướng vào dây diều. Cuối cùng, dây diều rất mảnh nên chúng ta cần phải đeo găng để bảo vệ tay của mình. Hãy nhớ những điều này nhé! Không được chơi ở bãi đỗ xe! Em tìm thấy anh rồi. Giờ tới lượt em. Em liệu mà trốn kỹ vào nhá. Anh ơi. Gà con. Gà con, em ở đâu? Gà con! Gà con ơi! Này cháu, sao cháu lại ở đây thế này? Chơi ở bãi đỗ xe nguy hiểm lắm. Cảnh sát trưởng Labrado, em cháu và cháu chưa trốn tìm ở đây, giờ thì em cháu mất tích rồi. Cái gì cơ? Các cháu chơi trốn tìm ở bãi đỗ xe à? Như vậy rất nguy hiểm đấy. Hãy giúp cháu tìm em trai cháu với ạ. Đừng lo, không có vụ án nào mà tôi không thể phá được. Gà anh này, cháu với em chơi trốn tìm ở tầng này à? Vâng ạ. Vậy chúng ta cần phải tìm kiếm từng góc của tầng này mới được. Rõ. Gà con, gà con ơi. Gà con. Hả? Hả? Gà con chắc hẳn là ở gần đây thôi. Chúng ta có thể tìm ra cậu bé bằng cách đi theo những viên kẹo dẻo này. Chỗ kẹo dẻo này dừng ở đây. Vậy có nghĩa là gà con đã đi thang máy rồi. Hả? Ở đây rất nguy hiểm. Chúng ta cần phải tìm ra cậu bé càng sớm càng tốt. Tầng 2. Gà con. Gà con. Xin lỗi, chị có thấy một bé gà cao bằng tầm này không? Cháu không thấy. Gà con. Dobby, cậu tìm được gì không? Không thấy. Em trai của cháu. Anh ơi, anh ở đâu? Là gà con. Anh ơi. Tiếng ở tầng trên.
Chúng ta đi nào. Ê. Gà con. À. Cẩn thận. Nhỏ, không bao giờ được chơi ở bãi đỗ xe. Vì các bạn có thể quá thấp nên nằm trong điểm mù của các lái xe. Vì thế, lái xe có thể không nhìn thấy các bạn. Và có rất nhiều đường khác nhau trong bãi đỗ xe. Các tài xế không phải lúc nào cũng phản ứng kịp thời. Vì vậy, có thể xảy ra tai nạn. Ngoài ra, hãy luôn cảnh giác với các xe đang đỗ hoặc dừng vì chúng có thể đột ngột di chuyển. Hãy luôn nhớ phải cẩn thận khi ở bãi đỗ xe và không được chơi đùa ở đây. An toàn là trên hết. Bao! Đám cháy ở nhà vịt. Nóng quá. Cứu, cứu tôi. Xin chào, đây là cảnh sát trưởng Labrador. Cứu, cứu với cảnh sát trưởng. Tôi là bà vịt đây, nhà chúng tôi đang bị cháy. Quát, quát, quát. Xin đừng lo, tôi sẽ gọi xe chữa cháy trước và chúng tôi sẽ tới ngay. Labrador, cháu trai đáng thương của tôi bị cháy rụng mất cả đuôi rồi. Xin hãy giúp chúng tôi, các anh phải bắt bằng được kẻ đã phóng hỏa. Ý bà là có người đã cố ý gây ra cháy sao? Dĩ nhiên rồi, cảnh sát trưởng. Anh biết không, lần trước chính ngựa vằn phơi mấy đôi tất thối của cậu ấy trên lò sưởi mới gây ra cháy. Đúng thế, chắc chắn lần này cũng do ngựa vằn gây ra. Tôi suýt nữa thì bị nước chín đấy. Không, không, không phải tôi. Tôi thề đấy, tôi đã không làm như thế lâu lắm rồi. Đây, mọi người nhìn đi. Tất cả tất của tôi ở đây. Đừng lo, chúng tôi sẽ tìm ra sự thật. Dobby, chúng ta đi kiểm tra nhà ngựa vằn nào. Đã rõ. Chỉ có chiếc võng bị cháy thôi, chứng tỏ đây không phải là nơi phát sinh vụ cháy. Chúng ta kiểm tra nhà ếch nào. Hmm.
Báo cáo, thứ duy nhất bị cháy ở nhà ếch là tấm rèm cửa. Vậy có nghĩa không phải là ngựa vằn và ếch gây ra vụ cháy này. Vậy chỉ còn nhà vịt nữa thôi. Trong nhà này bị cháy nặng nhất. Đây chắc chắn là nơi vụ hỏa hoạn xảy ra. Có vẻ như tôi đã tìm ra bằng chứng. Tôi đoán câu trả lời nằm dưới gầm giường. Đã đến lúc tôi thể hiện dưới đây. Một chiếc bật lửa. Nó đây rồi. Đồ chơi của cháu. Hóa ra chính bé vịt đã là người gây ra vụ cháy này. Sao lại như thế được? Này bé vịt, lúc nãy cháu đã chơi với đồ chơi này như thế nào? Lúc nãy cháu chơi như này này. Trời đất ơi, hóa ra là như vậy ư? Ôi trời, không thể tin được. Bé vịt, đây là một chiếc bật lửa, nó không phải đồ chơi đâu. Lửa rất nguy hiểm, cháu không bao giờ được chơi với nó đâu nhé. Cháu xin lỗi, cháu sẽ không bao giờ chơi với lửa nữa. Nếu cháu còn chơi với lửa, cháu sẽ thành con vịt quay. Cảnh sát trưởng Labrador, quy tắc an toàn. Các bạn nhỏ, tuyệt đối không được chơi với lửa. Lửa rất nguy hiểm. Các vị phụ huynh, những vật dụng nguy hiểm như bật lửa và diêm luôn phải được đặt xa tầm tay của trẻ em. Và nếu phát hiện ra đám cháy, hãy nhanh chóng gọi tới số 114 để được trợ giúp ngay nhé.